Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả ơi. Và ngày hôm nay thì sau vài hôm vắng vắng giang hồ thì tối ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với 25 con lệnh bài boss nè. Thực sự là tầm này là bài boss rất là hiếm nè, mà mua được ít thôi. Đây tầm này đánh tranh tùng 25 con nè. Long luôn. Được. Em phải lô. Anh Long vô tớ lấy mình bắn luôn Long ơi. Em full bắn luôn. Vô tớ. Rồi, 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 anh Long có mấy con thả trước đi, kính phun bắn nè. Bắn tơ rồi, bắn tơ đi, thả ra rồi. Rồi, thả đi. Rồi, phun bắn nha. Rồi, thả đi. Có được dòng cái xe không? Bắn tơ biết là chắc chắn. Rồi, ok. Ellie Ngọc đây. Ra đi còn nha. Ờ, ok, để ra đi còn. Lấy đi còn anh em xem giải trí. Rồi, ok. Rồi, đã lên like. Mai Hòa, chấp phần 1. Không có năm đọc anh em ơi, phi, ai có năm đọc bùa phi chẳng ao game đó năm đọc bùa cho phụ năm đọc ơi phi chẳng ơi cái gì ao con chính là lấy đọc bùa buồn xíu đánh chút xíu đi má năm đọc bùa thằng em kia nó lóc ạt là nó không chịu ao. Ờ, ba đăng hiệp bắt này bắt 71 nha mọi người. Ở trước bắt 70 anh em cũng biết rồi thì Khải có sinh ra được một cái nhẫn chón và khấn hỏi 1540 khá đẹp này và một đôi giày 1540 này đó, thấy chưa, hai cái 1540 khá là chất luôn em, và sẽ đồ khả năng lên được 80 chậm và phần thủ của Lý và kèm với 80 chón đó, thấy chưa, cái này nổ mk rồi em. Sau hồi hôm ra đảo tại giờ không có ném được bùa, em đợi tí nữa đang lóc lên được bùa, thằng em kia nó không lóc được, phi chẳng lóc dùng cái quên nó vô ạt rồi không vô được, tài khoản nó sử dụng rồi chứ đợi đợi đeo cho luôn rỡ. Sao nó đang ông đang chơi luôn à? Dạ đỡ gì bi em à. Thằng em nó ao game. Không có nem đọc đánh hơi chậm em đợi một chút cho nó ơi. Chạy qua búp giùm. Nó không online trong Discord làm vậy kiểu gì. À nó có số điện thoại phải gọi cho nó. Phải búp nó alo. Ao à, nem đọc anh đánh bot. Xanh tí em. Nói rồi thì không hoạt động xong nó không làm gì ao ra cho anh đi là gì làm. Ừ đang xem và đang hay mà. Mà giờ biết sao giờ. Cái mặt bộ cày cuốc gì đâu mà nó. Ừ, cứ nó hoạt động xong nó treo đứng thành chơi rồi đó. Nhiều khi mình ức chớ, nhiều fan kêu đồ đánh không có. Không nên được buộc. Anh em đọc phi trần thì cũng đang có người xài rồi. Thôi, đợi tí nè mày, biết sao giờ. Đây anh em cho anh em xem là xếp mấy rồi nè. Chắc là nhiều anh em đang hỏi. Thì dây chuyền 25 này anh Tùng đưa qua. Còn nhắn này đầu từ viên của Khải. Đó, rồi cái Ngọc Bội là 75. 75 với cái này xấu là 81. 81 cái này là 85 rồi nè. Rồi, một dây chuyền, một nhẫn. Như một nhóm anh em đọc đưa thằng em nó cầm á nè, là giờ nó không có ao ạ. Bốn à, một cái chuyện một nhóm bánh tàu đúng không, bánh tàu đúng bánh tàu, bánh tàu đúng rồi, bánh tàu thằng chuyện bốn là thứ năm hả? À sao thầy chuyện gì ta, một bê một bê hả? Ổ cái cả bán cho từ mấy tiếng nè. Ai mua hai bộ kia không được hay chăng, ai mua hai bộ kia đúng rồi vẫn lên đàn cho thiên đúng rồi, thiếu kháng tất cả thôi. Kiếm vài cá được không? Hử? Giờ kiếm vài cá được không? Không, đừng gần chết rồi, đừng có chết nữa. Tắt sâu hình đi ông nội. Tắt sâu hình luôn cho nó dính vô nó. Thì như là dẫn hỏa đây, dưới tiền hỏa rồi. Cá, cá... Thế gì? Ủa, con hỏa, cái con gì? Hỏa. Chùa. Cá cái gì, thời gian tuấn đọc ổng mà qua để lại hết nha. Ổng 40 rồi. Ừ. Để đi... Để đi là nhẫn. Anh Tùng trên bộ An Bang hả anh Tùng? Sắp lên. Chưa được lấy em ạ. Ủa, hồi đây là được. Mấy hôm nữa. Ồ, vậy là ngon. Non kìm, rồi non nóng mọc, nóng mọc. Một khí kìm không? Vậy mà quà kêu cho anh lấy trước. Đây, rồi. Rồi, thả lên Tùng ơi. Một món thôi. Giờ rớt đồ kiểu này thôi, kiểu này rớt đi, có một món thì sao chơi. Ừ. Thương Dương bất. Anh Tùng, anh Nam, quên anh Long. Đúng một con. Một bót một con vậy nè. Đài kiên sinh lực cao cũng được à. Đài đẹp. Ôi, nó cũng được rồi chứ. Ôi. Đó. Để lại mày cho con luôn. Để lại mày con luôn. Rồi, toàn rác luôn rồi. Vậy lấy. Ừ. Nè. Ai quăng coi ai lấy gì. Đây đây đây, Như Hương vậy lấy hai cái này này Như Hương xài á. Nón cho con luôn cái đai lưng này. Ừ. Ủa con luôn bùa nó cần là cái này. Nhắm vào 20 rác luôn. Em mau tí đổi nón nó được em mau tí. Rồi. Tương Dương Bắc à? Tương Dương Bắc, Tương Dương Bắc, Tương Dương Bắc. Rồi. Đây đây. Đây là giá tao. Ok. Mấy nữa có tinh hồng thì lại thay cho nó. Rồi, tiếp tục hai chục con tiếp theo. Trời ơi, không có bùa, phụ đánh vài cái.
phổi lần đàm được mong. Xoáy đi anh, xoáy đi, vậy là tôi nói vàng tính tiếp. Do nó nhiều hở quá, không biết chết con nào chết sống. Tôi có thành thủ rồi, nó chết chết. Rồi, hơi. Rồi, chuyển nhiều... Chát cho em, chuyển bao nhiêu tiền em chuyển cho. Rồi em đưa bill qua, anh đưa bill qua đơ là xong. Cứ làm theo order được, không mắc mắc đâu, cứ làm theo order là xong. Hoặc là có đồ không này? Ui. Có đồ. Rồi, 20 vô. Nào đây nào. Phí lâm đao, phí lâm đao. Phí lâm đao. Nhiều thùng. 2 triệu mốt, 2 triệu mốt. Kẻ hả? Cả đồ hay sao cũng được á. Đồ ok không? Bao nhiêu đao không? Hả? Cấp cao không ai? 100, gần 115 hay gì? Ờ đờ tư gặp Lee Kim Bắc. Mấy trận đấu cái bè chuyển lấy cho lửa đờ. Mấy hai trong game nông 1 sơ vỡ. Trần Thị Tiếp Mai à. Ok. Em có đấy, 5 đọc lên tên này. Cái này nó bây giờ đó đó, đó ok có 5 đọc bùa. Ok ok rồi, cứ đợi cho nó bùa, cứ đợi cho nó bùa. Đấm chuyển tiền cho Nai cái đã. À, anh Tùng rất chết con con mà rất ba món. Mình chết không rất con. Rồi, tiếp tục ơi. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục. Không. Hiện tại ban mình anh Nai đang mua 2.1 luôn anh ơi. Rồi. Rồi biết anh Nai. Ghi nội dung là gì anh Nai? Ghi thì nội dung là sao? Thì đâu. Thì ghi là mua ạc, mua ạc. Bên bên Ado nó có hướng dẫn anh mà. À thì thôi em ghi mua ạc thiếu lâm rồi. Ừ, như thế nào anh tự chết mà nói nha. Rồi. Rồi anh tự chết mà nói nha. Em gửi bill cho anh gửi bill qua đơ là xong đó. Thắng hay thua bên ta. Rồi tiếp theo chia đâu đồ chia giải đâu. Rồi hiện tại năm đồng anh lên rồi anh em đánh khá là nhanh. Rồi anh Tùng ơi đây đưa qua đơ đi, Tùng ơi đưa bill qua đi. Rồi xong rồi. À, anh em đang xem đánh boss là lệnh bài boss 71 nha nam. Đó, ít hôm anh Tùng mở thêm 200 con nữa anh em đánh. Cho xem một like ủng hộ chơi nha nam ơi. Đó. Còn anh em đọc bùa, mình đứng đó bùa mà anh hết bùa đi mình ơi. Ôi trời ơi, vũ khí. Ôi trời ơi, quá trời đồ. Khui nhanh, khui nhanh, khui nhanh. Anh Tùng quá trời đồ luôn. Khui. Ơ, lại đai kim nữa, nội lực cao. Trời ơi. Cái kim luôn rồi. Đó. Đó. Mister đạo khui. Đó. 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 Mấy lưỡi kim bắt. Trời đau mọc. Đó. Kiếm mọc. Kim sinh lực cao 520 đó. 130 sinh lực cao được. Đó là cho bạn. Kháng, không có kháng cả. Đó. 530 đó. Sinh lực cao. Kháng hỏi trong 1. Nỗ lực cao. Đó. Tổng ra. Rồi Như Hương lóc những đồ Như Hương. Và đồ này chắc chắn nhưng mà hàng nhiều anh em chưa lên đồ thì cũng có quá, có người xài á. Quá lóc đây, lóc đây, lóc đây. Đây đây đây, lóc đi anh đây. Sinh lực một lực cao không à? 530 này nọ này. Hỏi tiếp tục Tùng thả luôn Tùng ơi. Thằng này chỉ có 25 con thôi anh em ơi. Thôi lần này anh Tùng về bờ này, con hỏa đó đó. Ừ, về bờ. Ui. Đó. Đồ áo 25 4 25 không phục hồi. Đó. Đó, cái này không khỏi không? Trời, bây giờ trời, 15-40. Có 25-40 đẹp nha. 15-40, cái này cũng tầm trung á, trong bang có thể xài được. Bán luôn đi, xóa luôn. Vứt Như Hương, Như Hương ơi. Ra Như Hương ơi, lóc bạc đi. Vậy đó, từ đang lóc bạc đâu luôn á. Cầm đây, bỏ lóc bạc. Đây gần cái ngọc bội nam. Ông một nha, ông một phải dây chúng bọc nha. Vậy là bằng tay nam. Cũng có ngọc bội, ông bội nam. Ông bội nam, ông bội một. Ngọc bội nam, áo nhưng đập 40 nha. Rồi, mấy thằng thổ ở lâu. À, con kim gần chết rồi. Có cái ngọc bội mộc hay ngọc bội thổ nào mà tháng băng hoặc là tháng lôi thì người ta để lại. Ừ. Chưa có món này hết cái phòng rồi. Còn con thổ cuối rồi, cùng. Ok, con nhặt rác để thành rồi, ok. Đây. Ba cái đồ này sinh lực lực cao này, nếu trong bang dùng một đồ có thể cần sinh lực cao hoặc kim này, sinh lực cao hoặc kim này. Nếu ai cần cái tư nhắn nha, kháng hỏa này. Ôi, cái này sinh lực cũng ngon ấy chứ, nè. Cái này đẹp này em, ai chơi thiên nhắn này em, đó, đẹp quá chứ. Đai lưng này, nón rác này,
áo rác luôn. Cái kim này cũng ngon này anh em. Xin đừng cho bê bê luôn á. Ngon á. Đưa. Ở đang ở đâu á? Phi Trần xài. Tương Dương. Đây là ấy đánh là cái bên ngon á. Tương Dương đây. Đây thấy. Tôi cần mấy món đá để đánh chuyển về chuyển lại thay đồ với sao được. Này kim sẽ lực lực. Bỏ tiếng mà lên lãnh thổ nè. Thay đồ. Number nè, Weber nè. Áo. Rồi, Tương Dương bác. Thiên Sơn. Nón. Tương Dương bác đi. Bước cho đủ đồ đồ thay về thì lại. Này. Cái này không yên thua nè, vứt trong phi chân này, xin lực lực kim thôi, chả cái gì. Họ gặp đội nào là cứ chuyển đó. Qua chuyển đồ qua chuyển đồ lại quýnh à. Bắt đầu thì không đất hơn món món nữa. Năm nay hai mấy con biết có về bờ không, chưa biết được em ơi. Về đảo. Ra đảo rồi. 10 phút đã boss ra nè. Ừ, xong này, xong này. Hấp boss chân Tùng ơi, thả hết luôn Tùng ơi. Có hai con thả nốt đây. Ờ, thả nốt luôn hai con đó đi. Rồi. Rồi xong đi rồi rẽ qua quýnh bóp Nhật 5 phút không? Ừ xong rồi qua quýnh bóp tiểu thôi. Bóp tiểu server. Ông Khải ơi, xong anh thả con bóp này ở đây em cứ để cho nó đây. À ok 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 ok. Cứ thả con đại vào đó. Đợi đợi xong cái này, đợi xong cái này đó. Má xin lại là rồi đừng bóp đi. Không sao, bóp đại rồi rình. Nói chung mình chơi family, mình không phá ai thì không trả khám mình đâu. Còn ba cái bóp này ai là phá đâu. Vui nhưng mình đừng có làm gì để người ta ghét mình. Kim luôn. Hai cao vũ khí à, ngon nha. Kim á, cao vũ khí kim á. Đủ nhiều đó. À gì cao vũ khí kim á anh em. Dì bơ này. Em 18 bắt ly kim đồ, 15 40 luôn. Đó. 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 Kim. Thổ. Gì vậy? Đủ chuyện hóa sức tương 4 mà. Trời làm chậm. Chán luôn. Nón thổ này à, ai xài chuẩn năm hành vũ khí loài sát thì cần nè. 19-40 sinh lực 11x. Chuẩn năm hành vũ khí thổ. Ê lúc đúng tích 3 rồi. Đấm 2 cái rồi. Không sao. Ui. Đèo tôi vô gặp nhầm bác cho nó muốn nhà đèo, đèo yếu luôn. Ôi 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 giật hay nữa không? Như là mà đẹp tôi cầm bản chống men mà học bữa rồi quấn trước bây giờ còn mà. Rồi thảo đại nơi thảo đại nơi. Thảo đại đi. Vô gặp tôi là nó cầm bản chống men. Hai bọn nó không quậy chứ. Kia đi vô chết rồi. Thả đi không chết đâu, còn thi vẫn đang sẵn không chết đâu, thả đi. Ok ok. Rồi em đọc buồn em ơi, buồn cái đi boss em ơi. Rồi đợi yêu nó thi vẫn quấn. Rồi. Ui. À, đầu tư nó cho rồng à. Đó. Bài cưa đi, anh em lấy đường môn bài cưa đi. Toàn rác nè mày. Mà. Đó. À, anh em lên phụ đam, anh em vô gấp phụ đam đánh nhanh mà. À, từ từ á. Thôi mình đi bot kia lòng rồi, đánh gần xem con có lần nó phá lòng rồi. Bỏ đi, đợi đó có đánh từ tiến đến sau. Ok, giờ đi bot tiểu nha anh em. Đây, vừa rồi anh Thiên Bang xong rồi em ơi. Mang tiếng anh Thiên Bang có ngừa không có gì hết. Này, chiếu dạ. Rồi, thu nhận. Chiếu màu đặt luôn nha. Thanh còn chết. Không biết đâu, tiếng nghèo 20 gạt ngang mình mà ít vậy. Cho nó quýnh đi, anh em hên xui thôi. Giờ có quýnh nó rồi, cả server mấy người lớn lên anh như làm gì đâu. AC 3 miệng mấy công anh. Hai người ngăn lực mà, cứ đánh hên xui thôi. Nhỏ thì mình đánh theo kiểu nhỏ, giờ mình chậm mình quýnh nó là mấy công rồi. Mấy người lớn lên hưởng thụ nữa. Ừ. Hôm nay thì cái bang anh em. Nào tiếng nữa, á đồ hay dữ mày. Rồi Thiếu Lâm anh em ơi, chắc có thể là Thiếu Lâm xấu, lên Thiếu Lâm tìm anh em ơi. Bữa nào rồi, mau đã. Vô. Ngày ba mình đang lên bắt cờ. Nghĩ cái thằng Triệu Văn này nó ngứa lồn sao nó. Vừa chạy lên nó chụp cuồng xét. Rồi bỏ. Hàng hung hăng. Anh hung hăng. Đúng muốn còn ta. Ok anh em ơi, sau khi bắt tiểu sau giờ bắt đại anh em ơi. Có khi nào mà ra đồ hàng hot của vọng này không? Có, thằng ba tím cái yên mang tóc 20, tóc 30 khác nhau không? Khác nhau chứ, mang 30 đi, sau này sẽ cần ấy, 30 quan trọng nhất nha. Thiên cần ấy. Đây. Rồi, chuẩn bị bắt chết em ơi. Bờ kẹo. Ai vô trước ai vô sau. Bển thấy bắt ổn quá. Thì chưa ra đi chứ, còn thôi đi hai bên chứ, hai team chứ, để kêu lập nó bê team rồi thì chưa ra đi chứ, để mình bên xíu bên đủ để ta lắp nghe mi rồi về đi hết. Mày làm gì để cho anh em nói chứ mà tiếng. Mà uống chén nè. Mà Bình Dương. Lụm này. Em có làm gì đâu. Để về đi. Bình Dương trước giờ nó ở bên vườn tường này, nó về vườn tường đi.
Rồi rồi, quýt mưa tôi. Ok anh. Rồi, coi thử ra siêu phẩm không nha anh em ơi. Qua nào qua thường ngắt chứ. Vậy là tối nay thằng Nam nó đi bên đằng nào? Nam đâu đi được, Nam nãy đi hồi chiều Nam chết rồi. À vậy hả? Ừ. Ôi cha ơi. Ừ ha, Huy mấy nay sao không em biết tới ta? Ừ, Huy bữa đi du lịch mà. Huy như là đang ở Phú Quốc á, đang ở Phú Quốc mà. Ờ Phú Quốc. Cái vườn tươi đang có Bình Dương ăn mứt cả lũ hết. Vậy là nó ăn hết à. Mình đã ăn hết luôn. Chưa gì hết Tân Phát ơi. Sao anh ơi? Ai biết, anh chết mà ai biết được. Anh chết làm đồ nè, anh em ơi, chuẩn bị làm đồ, làm y nè, anh em ơi. Này hết anh Nguyên Bình rồi. Dạ đây, 18 rồi. Để nó nhảy sực qua. Coi, nói là bây giờ thì không ạc, nó kêu 115, bây giờ không ăn được đâu. Xe nó chết hết rồi. Mấy em đi chịu nổi rồi, Minh Tơ. Thôi lên bản lòng trăm nữa đi. Em lên bản lòng đi, 112, 121 sao được. Còn bây giờ anh ai bây giờ này. Anh ai em chỉ này. Này, giờ anh chết mà ạc không đúng hợp lý. Anh trả lại kêu là ạc này không hợp lý. Rồi trả lại vậy thôi. Ừ, anh nói order ạc này nó báo là có 113 mà thu vô có 112 à. Không biết ở đây, không biết nha. Nhưng mà hình như điểm kinh nghiệm nó không đủ 100% đâu. Điểm kinh nghiệm nó thấp hơn. Ráp nè. Nhưng mà anh mua cái 9 kim mẹ rồi mua 2 cái bao nhiêu rồi. Nó còn thiếu cái gì về nào. Ráp. Bỏ đi. Ráp. Còn ráp thôi. Còn ráp thôi. Tiếp tục. Rồi bên này. Cái bên mùa này nó chưa bán nè. À được 2 dương tinh không? Anh Tùng ơi cũng bớt được 2 dương tinh không? Chưa ra bán. Hiểu không? Tù hành. 200 mấy chục xu rồi đó. Hai dương tinh hồng cái gì đây? Độ mà gặp xe hai cái quay thì sao? Trời ơi đôi giày không có tóc. Úi trời ơi. À cái tóc 40 rồi đẹp nha. Cái đó cái nhẫn thì còn. Đó cái nhẫn đẹp. Đó. Ngọc bọn sinh lực cao cũng được cho xe. Rồi 24. Sinh lực cũng được cho xe. Được cái nhẫn cũng sinh lực cho xe luôn. Anh em nào cần alo luôn. Rồi. Chúng ta thì bắt 71 không có đồ gì nữa mày. Ba cái đồ sờ lơ thôi. Đồ đó. Có bộ nó đẹp không? Được bội mọc này cái gì đâu nè. Được không này? Đó, về lông tương nhiên bắt đi. Lấy đi. Sức lực cao này. Rồi. Rồi à. Anh Tùng đâu rồi? Anh Tùng có lấy gì lấy này. Không có gì hết anh đây. Này cái nhẫn này anh em nào cần ví dụ đường môn cần nhẫn này cũng được nè. Sinh lực một lực. Đây giờ vô ra đây. Hai cái sinh lực một lực này. À hai cái la hắn dương hai dương tinh hồng luôn nè anh Tùng ơi. Vì lái này con đỡ đây. Khi nào cần lấy. Hai dương tinh hồng được hai dương tinh hồng nha. Đây em đưa cho cái con đây. Con về về đêm này. Tinh hồng tầm này cũng cần anh cứ cắt này. Anh đây. Xong rồi anh ra cửa Nga Minh thả hai cái bánh luôn nhá. Ok, anh Nam long ra cửa Nga Minh thả hai bánh luôn, gom lại đỡ ông Quốc luôn. Ở cửa Nga Minh chứ không phải ngày 18 hả? Anh thả ngày 18 rồi hả? Chưa cửa cửa cái bên trên đi, cửa cái bên trên đi. Rồi ok tiếp tục quấn hai bánh tiếp. Rồi tiếp tục thả hai cái bánh sinh nhật cho anh Tùng rồi anh em ơi. Rồi quá. Rồi về lại anh em ơi. Kỳ vãi chưa. Cú lùm mấy anh rồi. Bà kẹo. Mấy tiền về cửa ghế luôn á. Rồi ok. Lấy đông đọc lên buồn á. Quấn từ thôi. Hết máu rồi á. Bây giờ đánh phải hành đen chưa? Còn một mình. Hành đen chưa? Đi. Với mấy cái con này là hành đen chưa? À chưa, à, hết ra đây phải đem tao tôi quýnh thằng con bên tôi còn máu nhiều không? Buồn hết cái này là máu quá trời luôn á. Hết đây cầm máu để nhặt ra nha, để nhặt ra quýnh nó nha. Đi từ thôi. Đây nó đọc mình buồn đấy. Buồn cái cuối kiếp này. Cái này đâu tốn mà ra nhiều đúng không? Cái bút máu nãy giờ chịu bút máu cho anh em. Bút là trong thái. Rồi ok đọc về ạ. Ông có mấy tiếng rồi. Ông cái túi tiếp nữa. Nãy giờ đó. Về ạ. Cái kỳ vậy. Cuối cùng qua. Anh Long lên đây thả bánh kem luôn anh Long ơi. Nghe mi cộng trên này. Đúng rồi đồng đội à. Nghe đi đúng rồi đồng đội rồi. À bất ổn quá. Quá thì kiếm tay bằng nhớ bất ổn. Ok được. Xếp mảnh bằng tầm sống. Đúng rồi. Ổn quá. Đặt hành ngáp. Bữa sau anh cãi qua đại lý. À đặt ngáp bất ổn à, còn hay ấy.
ngáo ổn thật hay chứ bộ. Anh Tông xong chưa? Ra chưa? Ổn quá lên. Được. Nó ghê hả? Đâu đâu? Gami hướng 8 giờ hả? Rồi mình từ ngủ đi lên bảng luôn em. Cái? Hướng 18 á, ngay cổng. Hướng 18 á, ngay cổng á. Ổn quá lên. Đừng có thấy trong góc nha, thấy chỗ nào cũng được anh Tông. Ok, chưa hả? Chưa có thả tầng này mà đi. Thả xuống hả? Thì thả chung thôi, con anh sẽ đứng gần gần sát đó, thả vô cho dính đam chung luôn. Làm như là anh thả chung luôn, anh đam chung luôn, đúng rồi. Rồi thả, thả đây. Thả xong phụ đam nữa rồi. Ủa Khải có biết kiếp phụ đồ chưa? Ờ, có rồi anh ơi, đang tìm nghe mấy kiếp nữa xong. Rồi phụ đam đi. Đây có mặt này nó bán cái biết kiếp phụ đồ của mình. Có 3 kim. Phụ đồ vừa muôn kim, muôn kim rồi anh ơi. Ờ, dạ nghe mấy kiếp. Sao thả đứng đây mà sao nằm đây? Thôi cỡ về bất ổn rồi, dính vô nó bất ổn rồi. Ghê, không. Thôi về mua máu cái. Về mua hối thành á, quýnh thoải mái. Đâu quá anh Tùng ơi. Cảm ơn anh em nhiều. Ơi. Mình đã quay vô, mình đã quay vô. Tùng ơi, ba vừa gãi một tông kim thái. Tiếp tục, ba bánh nữa. Sao cái con em đi đến chết, có gì cho hết chứ bán. Đúng rồi. Tùng ha. Ơi, gần xong rồi. Có đâu từ từ hình như là con hơn mặt bằng chết rồi. Anh em rút quân đứng ngoài rút quân đi nè. Rút quân đi. Chỗ đó hai con rồi hả? Không, đúng rồi, hai con lần rút quân đợi để em canh nha, để em canh nha. Đang canh đường môn cho nó dễ canh. Chặt nhiệt tình luôn. Canh hai con lần, đứng hai con lần. Đúng rồi. Không quê. Đi gì mà vui. Tưởng không quê lúc còn quê. Mày có quýnh mình không? Đó, nó quýnh mạnh lắm. Không, không không bánh này không quýnh. Bánh này không quýnh. Đừng yên đừng yên đừng quýnh nữa, 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 đừng đam nữa, tắt sâu hình luôn. Đừng quýnh nữa, đừng quýnh nữa, đừng quýnh nữa, đừng con hệ thổ gần chết rồi, đừng quýnh nữa. Thổ gần chết rồi. Tắt sâu hình đi bây giờ rồi. Tiền về. Sinh phẩm nào? Cái này anh phải coi con Thí Yên, tại đây đồ văn con Thí Yên luôn. Thổ gần chết nha, không không, nó ba thế giới luôn em. Ba thế giới. Bí tịch mà tịch báo thế giới, đồ mình nhặt thôi, nếu có đồ mình nhặt thôi. Thiên đâu có nhặt đâu. Thiên có búp búp từ cảnh kìa. À, đậu này không có nhâm mi. À, ai dẫn cái mi lên phụ em hết nè. Cánh túi tớ đâu mà cũng không phụ nữa, tụi không có nhâm mi. Chi à, nhâm mi chi? Phục hồi mana đánh cho nó lệ. Tại vì, à, đậu phụ gì môn bản mình máu của nó rồi. Phụ rừng máu và nhiều rồi. Ờ, đậu môn đúng đúng. Dạ. Chứ là hai hạt đâu lên được bãi đâu. Hai mấy mà. Phải đâu. Hai mấy mà. Đúng rồi. Hai mấy thì được. Cái em dở quá em quăng ờ mà cái này quá mà sao quá. Tin mà. Món người thành kiểu quăng lên rồi đụng cái ED nó lỗ. Mẹ tự đi, nhặt đồ chạy vô. Kiếm máu hả? Nè ông ơi, nè ông ơi, giục máu. Rồi, đứng yên, không sao. Không cần, không cần dục, không cần dục. Để con máu, không dục lắm. Đây, một gương này nè, để em quăng cho. Gai à, con nào à? Rồi, đi, chạy lại lụm mẻ lên cho. Rồi, để yên này không sao. Rồi, để cho nó lên buồn khác nữa. Đem đọc buồn lên cái nữa, bỡ thôi. Rồi. Lụm dữ à? Lông được ngựa bỏ kẹo liền. Má, nhìn nó đứng góc bên đây mà kêu đồn cá mày. Rồi, thổi cho trước nè. Đừng coi lại thổi cho trước nè. Ai nào mà máu dữ vậy? Không cần buông em ơi, cái này máu hết thanh mà buông gì? Phí tiền. Thổi cho này. Buông nãy em đi vừa lại còn ấy buông cho đó. À. Chạy nó mua. Lập một luôn á, mua cho cũng tí còn đá là máu đâu vậy người. Được. Đây. Mai đi Sài Gòn mấy? Quận 1 á. 20 yếu phải là một phê nữa. Vô làm cái gì? Em coi em gọi cho tại em đang làm mấy giờ xong. Làm uống con mà xin được dây nó dài. Cẩn thận nha anh 18, thiếu anh cũng buồn lắm á. Hay nha. Tao có gì đó về kiếm gì. Đòi trước đòi 8 kim đó. Ừ. Thật luôn đã tắt biết rồi nha. Này em nợ dữ quá anh em. À, Nhi nợ quá. Ừ, rồi. Nợ quá. Nợ quá mà. Thôi, thổi chó này. Mình giờ thì không có kim xài mà nó nợ nó không trả. Tiền về. Ủa không thấy em lát ngày em ngủ nghỉ mười mấy ngày không có tiền ăn. Thiệt là hán. Ôi không có đồ luôn, không có đồ luôn, trắng chát luôn, không có đồ luôn. Còn sao anh, còn sao ra biết tập á. Thiệt là hán rồi, không có đồ trắng luôn nè, không đồ xanh luôn nè, vãi chưa. Bây giờ mua thêm máu chuẩn bị đập con của anh Long trong kia.
Mà mua thêm béo đập con lông nè. Cái bánh này, mấy hôm đó cũng rớt đồ xanh á, còn bói bói vô này không rớt luôn nè. Tùy ngày á. Này rớt mới mặt tịch thôi á. Chiêu. Ở đâu cũng thấy ai rớt mà. Giỏ lắm mặt tịch. Mà hắn. Là lực nghĩ hẳn như hương luôn. Để lắm mặt tịch nào. Phải tuyết kinh nghĩ hẳn như hương. Đâm đồ, đâm tiền, bờ kẹo. Có nào nhảy hẳn vô hương con kia không anh Khải? Thì nhảy hẳn hương đi yên rồi chứ. Đúng rồi. Nhưng mà đó, nó hiện thế giới mà. Hiện thế giới mà. Hiện bao game khác em, anh bấm bấm bao game khác anh thấy. Hiện bên khác á. Bên khác là thấy nè. Bỡ. Thôi, thiện tình, chán, rất đắt. Rồi, vô, sự kia. Rồi, vô. À, thiện tình, không có gì anh Tùng ơi. Mít, mít, mít Tùng Tùng. Làm gì em cho anh em đọc lên nè. Nè, Long có về bờ nè. Rồi, có thợ Long có về bờ hay không? Long một tập tới kênh đại quý tịch. Nó làm một chục giây, hai giỏ lo tới kênh, hai giỏ Long một tập. Hai, quyển 1, quyển 2, quyển 3, quyển 4 làm đại vô đúng không? Rồi, làm đúng mà nè, làm bước tiếp. Trời ơi, may hết càng khôn rồi, không biết chừng nào có event chạy. Ừ, bắt nó còn cho hướng đại nữa. Kim được. Đánh mạnh. Mua đi, 3 kim một cái thôi gì. Ừ. Đi cho một khổ với bà. Khổ với bà. 100.000 được 3 kim không ta? Bằng niềm tin hả? Chuẩn bị nhiệt độ. Bây giờ bóp tay anh. Tán cái đầu cái bóp rồi. Nhiệt độ. Hàng hóa, vô kêu trả bài mà không chịu trả. Mày cũng thích noi mà cái trả bài cho bài này. Có tôi ơi, có đi không? Tí đi không ăn độ luôn nè. Nứt noi hả? Lỡ rồi, tí nó đi không độ. Lâu nay chị khuya với ta. Ừ. Chị hai bên á, chị hai bên, mình đi bên hai bên ba luôn, có chia người. Nói rồi đi ngủ giấc con khi dân bị xấu vô không hỏi cho mất bây giờ. Chữ này đúng không? Ừ. Thôi, có lòng tịch là gì đây? Biết tịch là tịch đường môn không? Bây giờ đang đây. Hay là nghe em Vy đây. Trời ơi, mắc, mắc cái càng gôn mắc 700 lượt tay vậy. Đúng rồi. 700 là bình thường. Em 4k xuống còn 3k3 luôn. Anh mất cái gà con là phải mất hết 1k mấy. Em luôn 700 chiếc rồi. Chứng lưu còn gái con anh này chứ. Anh nè, cho anh. Đây. Anh Long chịu khó comment trên kênh nhiều vô. Em cấp cái quản lý sức việc này anh em ủng hộ cho. Đó, giờ cùng comment là đi. Có color giống chứng lưu rồi đấy. Comment là đi. Ồ. Đẹp chết. Rồi. Đại lực. Tại lực, tin, chán. Rác rác không có gì đâu mà. Tại lực tin. Có gì luôn á. Giờ anh comment ở đây. Anh comment ở đây. Ồ, là là. Thôi thì tên rồi, rác này mày. Rồi bắt 71 này thất bại thôi, không có đồ gì hết. Phải chi mà nó cho kinh nghiệm luôn cũng đỡ. Thất bại. Thất bại trăm chai rồi, không có gì hết. Rồi rút. Rồi, anh em đi vòng độ này mày. Hiện tại bây giờ thì Khải xin phép bộp nha anh em ơi. Sorry anh em video này bắt 71 không có gì. Ok. Rồi, bây giờ cho anh em đi phong độ nha nè. Anh em xem thì đừng quên để lại một đăng ký ủng hộ chơi nha. Và có đánh boss thì cậy sẽ tiếp tục đánh cho anh em xem. Bánh ngày hôm nay thì 71 thất bại không đồ gì luôn em ạ. Toàn rác rác thôi. Ok anh em đừng quên cho một đăng ký kênh ủng hộ nha.